Cái điều mà tụi mình luôn luôn tâm đắc nhất đó chính là cái dự án này hoàn toàn nó mang cái giá trị phi lợi nhuận, không có thu bất kỳ một chi phí nào từ việc mượn sách, từ việc trả sách của bạn đọc. Và cái việc mà tụi mình đang làm thì giúp cho rất là nhiều các bạn sinh viên có thể tiếp cận được những đầu sách mà các bạn đang cần. Xin hỏi bạn nhận báo quyền theo tác giả Thị Ngã Tuần Tư. Cuốn sách đó chắc bạn kiếm ở trong bên phần tiếng Việt là ở bên đây nhỉ? Đây là cái thông tin để mình mượn sách. Sau đó em chụp cái tấm hình cuốn sách của em rồi gửi vào trong cái tin nhắn của ảnh luôn. Gửi vô. Nếu cuốn sách này của em thì chắc cho chị cho mượn có 2 tuần là mình sẽ đem lại đúng hạn trả. Trả trước cũng được mà đúng không? Đúng rồi. Thế là mình bỏ lâu chưa chị? Tụi chị hoạt động từ 6 năm rồi đó, từ năm 2016 tới giờ. Nó khá là cần thiết trong cuộc sống của tụi em, tại vì sinh viên thì cũng cần nhiều lúc xả stress hoặc là mình có thể là tìm hiểu các cái đầu sách để mình phục vụ cho học tập. Có một số bạn sinh viên thì cũng nhiều khi cũng không đủ tiền để mà đi mua ấy, thì cái chỗ mà sách truyền tay cũng là nơi để mà các bạn có thể mượn sách về nhà đọc, đọc xong các bạn có thể đem trả lại đúng thời hạn. Tôi thấy nó khá là hay đối với em. Sách truyền tay sẽ có hai cái dạng mượn. Một là các bạn có thể mượn sách trực tiếp tại các hub sách của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Hai là các bạn có thể mượn sách online. Mượn sách online nó sẽ có hai kênh. Một kênh là qua bên fanpage và một kênh là qua website của sách truyền tay. Tụi mình cũng phải tự bỏ chi phí ra để tụi mình phát triển cái hệ thống website của sách truyền tay, là hệ thống đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có thể định vị được tại nguồn sách của các bạn. Mọi người có thể ở khắp mọi nơi trên khắp cả nước tự liên kết với nhau để tự mượn sách, chứ không phải thông qua hub sách này không. Hệ thống sách truyền tay giống như một cái cầu nối để giúp cho các bạn có thể vận hành một cách tốt nhất cái việc mượn sách. Thời gian ban đầu á, mình cũng rất là nhiều những cái đắn đo, những cái suy nghĩ. Nhưng mà trong quá trình mình làm, mình cảm nhận được rằng là mọi chuyện nó cứ từ từ. Mình bắt đầu đi làm á, sau giờ tăng ca, 6 giờ mình sẽ trên chiếc xe quay, mình sẽ mang sách tận nơi đến miễn phí cho mọi người. Và có những ngày mình giao sách tới 12 giờ khuya. Thì mình nhớ hoài rằng là cái lần đó mình mang qua tới Giáp quận 12. Và cái bạn đọc đó, bạn nó cũng chỉ mượn cho vui thôi, mượn một đầu sách cho vui thôi. Nhưng với tâm thế của tụi mình là khi bạn đọc mượn, tụi mình luôn luôn sẵn sàng đồng hành. Và khi mà bạn đó trả về, thật sự bạn moi hết tất cả những đầu sách bạn có cho tụi mình. Và khi mình về tới nhà rồi á, mình mới mở ra thì mình mới thấy là những cái món quà, những cái trái cây nằm ở cuối của cái phần của cái thùng sách đó, và một cái lá thư nhỏ nhỏ như một cái sự tri ân, một sự cảm ơn đồng hành của dự án với các bạn. Cái điều mà tụi mình cảm thấy vui nhất đó chính là khi mà tụi mình làm dự án này, đó chính là giúp cho bạn đọc hiểu được hơn về giá trị của những đầu sách như thế nào. Các bạn mượn sách, các bạn rất ý thức những cuốn sách nào các bạn làm công, các bạn làm cho nó thẳng lại rồi các bạn mới trả. Những cuốn sách nào các bạn lỡ tay làm mất hoặc là lỡ tay làm rách, các bạn sẵn sàng đi mua những đầu sách khác, hoặc là các bạn mang những đầu sách khác để có thể hỗ trợ về cho dự án. Khi mà những bạn đọc đến với dự án, mình cảm nhận được hạnh phúc đến từ họ. Đôi khi có những bạn đọc đến đây, người ta chỉ cần nở một nụ cười, tự nhiên mình cảm thấy rằng là mình đã trao đi một cái giá trị nào đó vô hình thôi, nhưng bản thân mình lại rất rất là hạnh phúc.